Em cùng nhà thế giới hôn nhân và Sky Castle, Elle Girlfriends tung poster đậm drama, hứa hẹn kịch tính không kém gì anh chị. Với hàng loạt bộ phim thành công thi nhau lên sóng, GTBC hiện là con ngựa ổ của truyền hình Hàn Quốc được đông đảo khán giả trông mong. Đặc biệt, sau thành công vang dội của The World of the Married, Thế giới hôn nhân, dự án tiếp theo mang tên Elle Girlfriends, những người bạn lịch thiệp cũng được kỳ vọng sẽ tạo nên một kỳ tích tiếp theo. Với cái tên, nội dung cùng hai poster mới đây được bộ phim tung ra, GTBC đã cho khán giả nhìn thấy sự tương đồng giữa Elle Girlfriends với hai siêu phẩm vô cùng nổi tiếng trước đây của nhà đài này, Graceful Family gia đình Đức Hạnh và Sky Castle, lâu đài trên không. Hai poster mới được tung ra vào ngày 15 tháng 6. Trong poster mới đây được tung ra, ta có thể thấy các nhân vật đang ngồi cùng nhau trong một bàn tiệc. Nếu như ở poster đầu tiên, họ cùng cười đùa vui vẻ thì trong poster thứ hai, ai cũng mang theo một vẻ mặt nghiêm nghị. Có thể thấy mối quan hệ giữa các nhân vật trong phim là thể loại khẩu Phật tâm xa, ghen ghét nhau điên cuồng nhưng vẫn vờ làm thân. Chính điều này giúp Elle Girlfriends dù chưa lên sóng đã được ví là Sky Castle thứ hai. Poster được tung ra trước đó. Elle Girlfriends thuộc thể loại tâm lý bí ẩn, kể về một khu dân cư gồm toàn các cặp đôi ở độ tuổi 40, được thực hiện bởi đạo diễn Song Hyun-wook. Phim xoay quanh câu chuyện của cặp vợ chồng An Gong Cheon, Ju Jun Sang và Nam Jung Ha-e, Song Eon-a. Sau khi cả hai chuyển đến một thành phố mới, sống cùng những người hàng xóm đã bước đến tuổi 40, cuộc sống tưởng như yên bình của họ bỗng chốc bị đảo lộn bởi sự xuất hiện của một tay giết người hàng loạt. Song Eon-a trở lại màn ảnh nhỏ với một hình tượng sắc sảo hơn. Bạn có thể chọn một mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Tất nhiên rồi. Không, mình không hứng thú lắm. Elle Girlfriends dự kiến lên sóng vào tháng 7. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.